có những chướng ngại, có những khó khăn. Theo ngôn ngữ thời ấy, chúng được gọi là Nivarana. Chúng như những tấm màn dày không cho phép ta nhìn thấy những gì đằng sau tấm màn. Quý vị không thể thấy sự thật bên trong mình, vì những Nivarana này, những trở ngại này, những hàng rào ngăn cản này. Có 5 Nivarana chính, 5 hàng rào ngăn cản lớn. Tôi gọi chúng là 5 kẻ thù lớn của những ai thực hành thiền Vipassana. 5 kẻ thù lớn. 2 trong số 5 kẻ thù lớn này là sự ham muốn và ghét bỏ. Quý vị đang hành thiền để thoát ra khỏi thói quen ham muốn cũ của mình, để thoát ra khỏi thói quen ghét bỏ cũ của mình. Và trong khi hành thiền, vì vô minh, quý vị làm gia tăng gấp bội lòng ham muốn, gia tăng gấp bội tâm ghét bỏ. Đáng lẽ ra quý vị phải thoát ra khỏi nỗi khổ của sự ham muốn. Đáng lẽ ra quý vị phải thoát khỏi nỗi khổ của sự ghét bỏ. Hãy nhìn xem những gì quý vị đã bắt đầu làm. Đây là vì khuôn mẫu thói quen cũ của tâm, bởi vì thiếu hiểu biết, bởi vì các Nivarana này, 2 Nivarana này, 2 hàng rào ngăn cản. Điều này xảy ra như thế nào? Ví dụ, trong một khóa thiền như thế này, có nhiều lý do đòi hỏi thiền sinh đừng trò chuyện với nhau. Nếu có bất cứ vấn đề gì, quý vị có thể đến thảo luận với thiền sư phụ tá hay thiền sư, nhưng quý vị nên tự mình tiếp tục làm việc, tiếp tục tự mình làm việc. Tuy nhiên, tâm con người là tâm con người, nó luôn luôn tò mò về người khác. Có được cơ hội, quý vị bắt đầu nói: "Này, về phần bạn thì sao? Về phần bạn thì sao?" Và người kia trả lời: "Tôi có luồng rung động dần dần khắp cơ thể." "Dần dần khắp cơ thể à? Tôi không có dần dần chút nào cả." Có người nói: "Tôi có được luồng cảm giác tuyệt vời như luồng điện khắp cơ thể." "Luồng điện à? Tôi không có được luồng điện này." Rồi khi quý vị ngồi thiền: "Tôi muốn có cảm giác dần dần, tôi muốn có các luồng điện." "Ồ, chả có luồng điện nào cho tôi cả. Chả có cảm giác dần dần nào cho tôi cả." Quý vị tiếp tục ham muốn, ham muốn, ham muốn. Quý vị đến đây để thoát khỏi sự ham muốn. Nhưng nhân danh phương pháp thiền, nhân danh Vipassana, quý vị bắt đầu ham muốn, ham muốn, ham muốn. Ham muốn là khổ đau. Ngay cả khi quý vị ham muốn đạt mục tiêu cuối cùng, sự giải thoát hoàn toàn, Nibbana, tôi muốn Nibbana, tôi muốn Nibbana, quý vị đang chạy ngược hướng với Nibbana. Nibbana là giai đoạn không còn ham muốn, mà ở đây quý vị lại phát triển lòng ham muốn của mình. Làm sao quý vị có thể đạt tới giai đoạn không còn ham muốn bằng cách phát sanh thêm ham muốn? Không thể được. Cho nên bất cứ khi nào quý vị thấy rằng kẻ thù này đang khống chế quý vị, hãy thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt, không cho phép nó khống chế quý vị. Bất cứ cái gì khởi lên ở khoảnh khắc này, cảm giác này hay cảm giác kia, cho dù không có cảm giác nào cả, cũng chẳng thành vấn đề. Quý vị chấp nhận sự thật ở khoảnh khắc này đúng như thật, đúng như thật. Cái gì không có ở đó, quý vị ước muốn nó, rồi thì khuôn mẫu thói quen cũ tự nó tái diễn. Quý vị đang muốn cái không có ở đó, và điều này trở thành ham muốn. Quý vị bắt đầu bị ràng buộc vào sự ham muốn này, nó trở thành nỗi đau khổ lớn lao cho quý vị. Tương tự như thế với sự ghét bỏ. Một ví dụ, quý vị phải ngồi một giờ Adithan, giờ hành thiền với sự quyết tâm mạnh mẽ. Quý vị không được mở mắt ra, quý vị không được duỗi chân ra, quý vị không được duỗi tay ra. Bằng cách này hay cách khác, quý vị chịu được nửa giờ, chịu được 45 phút. Sau đó nỗi thống khổ bắt đầu. Rồi cũng cái tâm con người ấy tò mò về người khác, quý vị được yêu cầu không mở mắt ra nhưng vẫn hé mắt chút xíu. Cái gì đang xảy ra với những người khác? Chỉ có mình tôi khổ vì đau hay sao? Quý vị rất tò mò về người khác. Vào lúc ấy, quý vị nhận thấy rằng ai ai cũng ngồi yên như tượng Phật. Điều này có nghĩa là họ không có đau đớn gì cả. Chỉ có tôi đau hay sao? Cái đau của tôi chẳng hết đi, cái đau của người khác đã đi mất. Ồ, cái đau này. Sự ác cảm của quý vị đối với cái đau này đã gia tăng gấp bội. Thầy tôi cứ nói rằng mọi sự đều là anicca, anicca, vô thường, vô thường. Có thể đúng như thế, nhưng cái đau này là vĩnh viễn, nó không phải là vô thường.
Đã bao nhiêu lần tôi nói với cái đau này, nhà ngươi là vô thường, nhà ngươi là vô thường. Nhưng cái đau vẫn không hết. Cái đau này là vĩnh viễn, cái đau này là vĩnh viễn. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Kẻ thù này đã khống chế quý vị. Quý vị đang làm gia tăng gấp bội tâm ghét bỏ. Quý vị đến đây để thoát ra khỏi sự ghét bỏ, nhưng quý vị đã làm gia tăng gấp bội tâm ghét bỏ này. Còn hai kẻ thù lớn khác nữa, quý vị cần hiểu rõ rằng tất cả những kẻ thù ở đây là những tật xấu tinh thần, vốn đến với thân quý vị, đến với tâm quý vị với tư cách là khách, rồi chúng trở thành chủ nhân của căn nhà này. Chúng không muốn ra đi. Và khi quý vị thực hành Vipassana, chúng không thể ở lại, chúng phải ra đi. Cũng như quý vị bật công tắc đèn lên, ánh sáng tới, bóng tối phải ra đi. Quý vị không phải nói với bóng tối, ồ người hãy đi đi, bây giờ có ánh sáng rồi. Khi quý vị thực hành Vipassana, những tật xấu này phải ra đi, nhưng chúng không muốn đi. Nên từ bên trong quý vị, chúng phản kháng. Đừng thiền Vipassana nữa, phương pháp thiền này không tốt cho bạn, tôi không muốn đi. Bạn hãy ngưng Vipassana. Hai loại phản kháng bên trong đã được nêu ra